Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chương trình tối nay thứ năm ngày 26 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2024. Giúp người dân doanh nghiệp ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất sau mưa lũ. Trong phần tin quốc tế, Quốc hội Mỹ phê chuẩn thỏa thuận tạm thời tránh đóng cửa chính phủ. Sáng nay, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy. Dự họp có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ban ngành. Thường trực Tỉnh ủy nhất trí với đề nghị của Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giao kế hoạch đầu tư năm 2024 vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư. Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2024, tỉnh Tuyên Quang bố trí thực hiện các dự án y tế thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thường trực Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn, các sở ngành liên quan thực hiện các thủ tục đảm bảo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến về chủ trương gia hạn thời gian thực hiện dự án công nghệ khí hóa sinh khối, giải pháp năng lượng bền vững cho chế biến nông sản và quản lý chất lượng thải ở nông thôn Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo đề nghị của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Một số nội dung tổ chức hội thảo khoa học 75 năm tác phẩm dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác dân vận hiện nay 15 tháng 10 năm 1949, 15 tháng 10 năm 2024. Dự thảo kế hoạch thực hiện quy định 144 ngày 9 tháng 5 năm 2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Dự thảo kế hoạch của Ban chỉ đạo 35 tỉnh về tổ chức hội nghị tập huấn, diễn tập thực hành xử lý, ngăn chặn thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội năm 2024 và nhiều nội dung quan trọng khác. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2024. Công dân Nguyễn Văn Huân, tổ 4, phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang đề nghị làm rõ các vướng mắc và hướng dẫn để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất đã được nhà nước cơ quan có thẩm quyền giao đất khi triển khai dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 37 đoạn qua xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, nay là phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang. Sau khi nghe chính quyền địa phương và các ngành liên quan báo cáo, làm rõ các nội dung liên quan đến kiến nghị của công dân, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn và các cơ quan đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2024. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn thực hiện các nội dung liên quan đảm bảo đúng quy định. Công dân Nguyễn Duy Dương, tổ 9, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang đề nghị chính quyền, các ngành chức năng giải quyết trả lời một số vướng mắc liên quan đến thực trạng sử dụng đất để xây dựng nhà ở. Nội dung đề nghị của công dân Nguyễn Duy Dương đã được các ngành chức năng, chính quyền phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang phân tích làm rõ theo các căn cứ quy định của pháp luật. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, nhu cầu của công dân về xây dựng nhà ở là chính đáng. Căn cứ các quy định hiện hành, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Nông Tiến hướng dẫn công dân thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan để giải quyết vụ việc theo đúng thẩm quyền quy định của pháp luật. Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi mùng 1 tháng 10 năm 1991, mùng 1 tháng 10 năm 2024 và Tháng Hành động vì Người Cao Tuổi Việt Nam năm 2024, sáng nay, đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang đã đến thăm tặng quà người cao tuổi tại xã Thái Long. Đến thăm tặng quà bà Ninh Thị Trúc, sinh năm 1942, thôn Tân Hải Thành và bà Hoàng Thị Kết, sinh năm 1945, thôn Hòa Mục, xã Thái Long. Đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên ân cần hỏi thăm sức khỏe, điều kiện sinh hoạt, cuộc sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi,
đồng thời đề nghị lãnh đạo cấp ủy chính quyền xã Thái Long tiếp tục hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người cao tuổi trên địa bàn xã, đặc biệt là những người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa, hoàn cảnh khó khăn. Chương trình xin được tiếp tục với các thông tin khác. Công tác khắc phục hậu quả của mưa lũ đang được các địa phương thực hiện khẩn trương trong những ngày qua. Nhiều hộ gia đình bị thiệt hại nặng về nhà cửa, hoa màu đã dần ổn định cuộc sống với sự chung tay giúp đỡ của cả cộng đồng. Ngôi nhà mà gia đình ông Diêu ở xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn gắn bó nhiều năm đã bị sập đổ sau trận mưa lũ vừa qua. Mỗi người mỗi việc, cả nhà ông hiện đang khẩn trương xây dựng lại nhà để nhanh chóng ổn định cuộc sống. Đây là thời điểm ai cũng thấy rõ được tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư. Cái nhà này xong đã, có nhà ở, nhà đó là ăn mà kiếm tiền thì nó mới yên tâm. Anh em làm xóm cũng vào hỗ trợ nhau, mấy người là nó đỡ một chân tay thì cho cuộc sống nó ổn định. Tại xã Kiến Thiết, trận mưa lũ vừa qua đã làm sập hỏng hoàn toàn 5 ngôi nhà và 18 nhà bị hư hỏng nặng. Sau rà soát và kiểm tra của chính quyền địa phương, nơi nào đảm bảo an toàn thì người dân dựng lại nhà trên nền cũ, còn lại thì di chuyển đến nơi ở mới. Với sự vào cuộc hỗ trợ tích cực của các cơ quan chức năng của chính quyền địa phương và chính sự nỗ lực cố gắng của những người dân, cùng với sự chung tay đoàn kết giúp sức của bà con lối xóm, thì những ngôi nhà như thế này đang dần được dựng lên để giúp những người dân bị thiệt hại có thể sớm an cư, lạc nghiệp và ổn định cuộc sống. Địa phương cũng bố trí cán bộ hướng dẫn bà con khắc phục thiệt hại về hoa màu, cây trồng vật nuôi, cũng như đảm bảo an toàn vệ sinh, phòng chống dịch bệnh sau lũ. Các nguồn lực được huy động tối đa nhằm hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống. Lực lượng dân quân đã phối hợp với lực lượng công an xã và đoàn thanh niên là tập trung hỗ trợ những cái thôn mà bị thiệt hại nặng trên 40 ngày công, giúp bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống sau mưa bão và để bà con tiến hành vào bước vào sản xuất. Ban chỉ đạo của xã đã tập trung huy động các nguồn lực sẵn có địa phương cũng như là vận động quyên góp của các nhà hảo tâm, các đoàn từ thiện để hỗ trợ cái kinh phí cho bà con khắc phục hậu quả thiên tai về nhà ở cũng như tài sản của các hộ gia đình. Khắc phục hậu quả thiên tai không thể làm trong một sớm một chiều, nhưng với sự quyết tâm cao nhất của chính quyền và nhân dân, cuộc sống đang dần ổn định trở lại. Những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm tiếp tục được nỗ lực thực hiện từ chính những người dân địa phương. Cùng với cấp ủy và chính quyền địa phương, ngành ngân hàng của tỉnh cũng đang bám sát cơ sở, nhanh chóng đưa vốn tín dụng hỗ trợ nhân dân và doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, khôi phục lại sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống. Phóng sự được thực hiện tại huyện Sơn Dương. Tại nhiều địa phương, công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ giúp doanh nghiệp và người dân ổn định cuộc sống đang được thực hiện. Tiếp cận kịp thời nguồn vốn vay của ngân hàng với mức lãi suất ưu đãi đã giúp công ty này đảm bảo sản xuất, ổn định việc làm cho người lao động. Tiền Bank đã tạo điều kiện giúp đỡ công ty chúng tôi số vốn kịp thời để thu mua nguyên liệu đầu vào. Lãi suất thì cũng rất là hợp lý cho các doanh nghiệp. Sau mưa lũ, việc khôi phục sản xuất, ổn định đời sống người dân và kinh doanh của doanh nghiệp đang được cả hệ thống chính trị khẩn trương thực hiện. Trong đó, nguồn tín dụng ưu đãi của ngành ngân hàng đóng vai trò quan trọng. Đến nay, dư nợ tín dụng doanh nghiệp của Sơn Dương đạt gần 500 tỷ đồng, các hợp tác xã hơn 11 tỷ đồng và trên 1.400 tỷ đồng cho vay hộ kinh doanh. Các ngân hàng đang thực hiện giải pháp giãn, hoãn nợ, giảm lãi suất cho vay trên dư nợ hiện hữu và dư nợ vay mới phổ biến ở mức từ 1 đến 2%. Vietinbank Sơn Dương hiện nay thì đang thực hiện triển khai nghiêm túc, đầy đủ và có hiệu quả các cơ chế chính sách của chính phủ, của ngành, của tỉnh về hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm lãi suất và các loại phí để đồng hành hỗ trợ cùng doanh nghiệp. Sự đồng hành của các ngân hàng sẽ góp phần giúp kinh tế địa phương hồi phục và phát triển ổn định trở lại trong thời gian tới. Ngay sau mưa bão, nhiều công trình đã được khởi công, trong đó có tuyến đường DH02 Đức Ninh Hùng Đức, huyện Hàm Yên. Tuyến đường mang theo bao mong đợi của người dân nơi đây, bởi sau nhiều năm chờ đợi, đến nay dự án đã được phê duyệt đầu tư thi công cải tạo, nâng cấp theo đường cấp 4 miền núi, ghi nhận của phóng viên. Nắng thì bụi, mưa thì lầy lội. Tuyến đường đầu quốc lộ 2 thuộc xã Đức Ninh vào xã Hùng Đức nhiều năm nay đi lại rất khó khăn vì những ổ gà, ổ voi gập ghềnh. Người dân đã có nhiều ý kiến kiến nghị lên cơ quan chức năng.
ngày 25 tháng 9 năm 2024, dự án chính thức được bàn giao cho đơn vị thi công xây dựng cải tạo nâng cấp. Chúng tôi là đã họp tổ chức họp dân và làm các cái ký cam kết, và đây là một sự mong mỏi của người dân. Người dân cũng đã rất đồng thuận để hiến đất để cho mở mang làm mới tuyến nâng cấp tuyến đường này. Dự án cải tạo nâng cấp đường DH02 từ xã Đức Ninh đi xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên thuộc dự án nhóm C, tổng mức đầu tư 44 tỷ đồng. Tổng chiều dài tuyến trên 6,3 km theo quy mô đường cấp 4 miền núi. Đoạn qua trung tâm xã Hùng Đức thiết kế theo hướng đường đô thị. Tuyến đường hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy giao thương đi lại của nhân dân, đồng thời góp phần cùng với xã Hùng Đức hoàn thiện tiêu chí về giao thông trong xây dựng nông thôn mới. Thì đơn vị thi công cam kết là sẽ huy động đầy đủ và tất cả các con người, thiết bị để làm sao hoàn thành dự án đúng như tiến độ hợp đồng. Quản lý về chất lượng, tiến độ cũng như thể là công tác an toàn, vệ sinh môi trường và toàn bộ về cái hệ thống an toàn biển báo giao thông. Với tinh thần và quyết tâm cao của chính quyền địa phương, các đơn vị thi công giám sát sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công ngay sau khi nhận mặt bằng. Dự kiến dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường sẽ hoàn thành trong quý 1 năm 2025. Một con giống tốt, một cây trồng hiệu quả có thể giúp một cộng đồng thoát nghèo. Trên tinh thần ấy, việc chuyển đổi cây trồng vật nuôi đã được chú trọng thực hiện trong những năm qua. Trong đó, ưu tiên phát triển các loại cây con có thế mạnh, phù hợp điều kiện địa phương và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, nhiều yêu cầu cũng được đặt ra để phát triển một cách bền vững hơn. Cây hồng được xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn xác định là một trong những cây trồng chủ lực. Song song với việc tăng diện tích, thì xã quan tâm xây dựng loại quả này trở thành sản phẩm thương hiệu của địa phương. Với trên 20 hectare, hồng ngâm Xuân Vân đã được chứng nhận OCOP 3 sao và có thị trường tiêu thụ ổn định. Nhiều hộ có thêm thu nhập, nâng cao đời sống. Từ khi có hồng mà có giá trị thương hiệu thì gia đình tôi cũng chăm sóc, bón phân và cũng hiệu quả cũng được rất là cao. Thế trong gia đình là cũng đều có nguồn thu tương đối là ổn định. Còn tại xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, việc xây dựng được vùng chuyên canh trồng chanh tứ thì là một thành công của địa phương trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Toàn xã có trên 500 hectare chanh, đây là nguồn thu nhập chính của bà con nhân dân. Tuy nhiên, để tránh tình trạng phát triển ồ ạt gây mất cân đối cung cầu, ảnh hưởng đến giá trị sản phẩm, cấp ủy, chính quyền xã và cơ quan chức năng đã đưa ra những khuyến cáo, hướng dẫn các hộ tập trung vào khâu chăm sóc, nâng cao chất lượng. Mục tiêu thành lập hợp tác xã chuyên sản xuất loại quả này thành chuỗi phát triển bền vững. Với ủy ban xã thì đang hiện xây dựng các cái tổ Việt Gáp và xây dựng sản phẩm OCOP đối với cây chanh tứ mùa. Tiếp tục vận động bà con trồng, chăm sóc theo đúng quy trình Việt Gáp và hữu cơ. Những năm qua, các cấp các ngành đã quan tâm khuyến khích, hỗ trợ người dân thay đổi phương thức sản xuất từ quy mô hộ gia đình sang tổ hợp tác xã để tăng hiệu quả sản xuất cũng như tiếp cận các nguồn lực. Lựa chọn cây trồng phù hợp, tận dụng và phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, ưu tiên các giống có năng suất, chất lượng. Xã cũng đã tập trung triển khai về phát triển thủy sản, châu bò, vú béo, và mô hình lợn đen về trồng trọt, triển khai các cái mô hình tập trung vào dưa, trồng ớt đã mang lại hiệu quả cho nhân dân. Để chuyển đổi cây trồng được thành công và bền vững, cần tìm được đầu ra cho sản phẩm, liên kết chặt chẽ từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây cũng là những vấn đề được các địa phương quan tâm nhằm gỡ khó cũng như giúp người dân phát triển các loại cây con hiệu quả, nâng cao đời sống. Tin trong nước, xuất khẩu dệt may cả nước đang phục hồi mạnh mẽ, cho thấy mục tiêu 44 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu năm 2024 là trong tầm tay. Thời điểm này, các doanh nghiệp đang tiếp tục đàm phán mở rộng thị trường, đồng thời tích cực kết nối chuỗi nguyên phụ liệu để chủ động gia tăng xuất khẩu. Cụ thể, tính đến giữa tháng 9, xuất khẩu dệt may đã thu về trên 25,5 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, Mỹ tiếp tục dẫn đầu về cơ cấu thị trường, chiếm trên 18%. Với những đơn hàng đã ký kết đến hết quý 3, quý 4, nhiều doanh nghiệp đang nỗ lực tiến tới đàm phán hợp đồng cho quý 1 năm 2025. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng tích cực chuyển đổi sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng máy móc công nghệ để tăng năng suất,
giảm giá thành, tranh thủ cơ hội từ làn sóng chuyển dịch đơn hàng từ Bangladesh về Việt Nam. Nếu duy trì tốc độ xuất khẩu mạnh mẽ hiện nay, dự kiến xuất khẩu toàn ngành dệt may, sơ sợi sẽ đạt 44 tỷ đô la Mỹ cả năm. Khi áp dụng giá đất năm 2024 theo tính toán, chi phí sử dụng đất của các dự án bất động sản sẽ tăng lên khá nhiều so với trước. Đây là một trong những nội dung tại công văn của Bộ Xây dựng gửi Văn phòng Chính phủ. Cụ thể, bảng giá đất mới sát với thị trường làm tăng chi phí liên quan đến đất đai như giải phóng mặt bằng, đền bù thu hồi đất, thuế, phí liên quan đến đất đều tăng. Đặc biệt, bảng giá đất sẽ có tác động dây chuyền, kích hoạt mặt bằng giá bất động sản, nhà ở tăng từ con số ước tính lên 15 đến 20% so với trước. Theo Nghị định số 96/2024 của Chính phủ, có nội dung nhà nước sẽ can thiệp khi giá nhà đất tăng hơn 20% trong 3 tháng. Trong phần tiếp theo của chương trình, sẵn sàng cho hội thi dân vận khéo lần thứ 6. Hàm Yên chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 28 tháng 9 tới đây, Hội thi dân vận khéo tỉnh Tuyên Quang lần thứ 6 năm 2024 sẽ chính thức diễn ra. Hiện nay, công tác chuẩn bị của các đội thi cũng như ban tổ chức đang được gấp rút hoàn thiện. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Không khí tập luyện của các đội thi đang diễn ra hết sức khẩn trương. Mỗi đội đều thể hiện sự quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao. Các cán bộ dân vận không chỉ rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống mà còn phải chuẩn bị kỹ lưỡng các phần thi lý thuyết và hùng biện. Từ khi có kế hoạch cuộc thi dân vận khéo này thì Đảng ủy khối cũng rất là quan tâm và sát sao chỉ đạo chúng tôi. Đội chúng tôi cũng thành lập được khoảng một tháng rồi. Đợt vừa rồi chúng ta vừa bị lũ lụt đấy cũng ảnh hưởng thì đội cũng dừng mất tầm khoảng một tuần. Sau đấy thì lại tiếp tục luyện tập. Các tình huống thực tiễn về dân vận trong cuộc sống hàng ngày sẽ được các đội đưa vào nội dung thi một cách khéo léo. Đây là phần thi thể hiện khả năng xử lý linh hoạt và hiệu quả những vấn đề phát sinh tại cơ sở, sự am hiểu sâu sắc về công tác vận động quần chúng. Mong muốn lớn nhất đó là chúng tôi truyền tải được thông điệp mà chúng tôi đặt ra. Đó là về cái vận động người dân trong cái việc thực hiện nếp sống mới. Hội thi lần này sẽ có 10 đội với gần 100 thí sinh đại diện cho các huyện, thành phố, khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, lực lượng vũ trang tỉnh tham gia. Bên cạnh sự nỗ lực của các đội thi, ban tổ chức cũng đang tích cực chuẩn bị để đảm bảo cho hội thi diễn ra thành công. Cho đến thời điểm này thì các đội thi đã có cái sự chuẩn bị rất là chu đáo và sẵn sàng để bước vào hội thi cấp tỉnh. Và các cái nội dung thi của lần này thì cũng có những cái điểm mới so với những cái hội thi dân vận khéo trước đây. Đó là ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi sẽ chấm điểm cái phần thi chuẩn bị trước của các đội và sau đó sẽ tổng hợp vào cái điểm chung của cái cuộc thi sẽ được diễn ra vào ngày 28 tháng 9 sắp tới. Với sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức và tinh thần luyện tập nghiêm túc của các đội thi, hứa hẹn sẽ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để các địa phương chia sẻ, trao đổi, nhân rộng và lan tỏa những cách làm hay về công tác dân vận nói chung, xây dựng mô hình dân vận khéo ở mỗi cơ sở nói riêng. Trong chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, thì tiểu dự án 1 thuộc dự án 5 đã phát huy hiệu quả, giúp củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú và trường phổ thông có học sinh ở bán trú trên địa bàn tỉnh. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hùng Lợi 1 có 7 điểm trường, trong đó điểm xa nhất cách điểm trung tâm 7 cây số, các điểm khác cũng ở các thôn, bản còn nhiều khó khăn. Địa hình cách chợ, dân cư thưa thớt, số học sinh cùng tuổi theo tiêu chuẩn mỗi lớp thường ít là trở ngại khiến việc dạy và học ở các điểm này chưa được như kỳ vọng. Do đó, hình thức lớp ghép trong thời gian qua được coi là lời giải tạm thời cho bài toán này. Tin vui là từ năm học này, các em từ lớp 3 trở lên sẽ được ăn ở sinh hoạt tại điểm trường chính vì khu nhà bán trú, các phòng học chức năng được xây mới sắp hoàn thiện đưa vào sử dụng. Các điểm trường lẻ cũng được dồn lại, chỉ còn 4 điểm để dạy các lớp khối 1-2. Việc dồn ghép điểm trường vùng khó khăn đã giúp cho nhiều học sinh có cơ hội được thụ hưởng đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại, ăn nghỉ bán trú và học 2 buổi trên một ngày. Ở thôn bản thì thực tế rằng là rất là khó khăn trong việc học, đó là thiếu giáo viên tiếng Anh. Và đồng thời nữa là
thiếu cái thiết bị không đảm bảo. Nhưng mà về đây thì các con sẽ được học đầy đủ các môn học và trang thiết bị ở nhà trường thì cũng được trang cấp rất là đầy đủ. Và thứ hai nữa các con sẽ được ăn, được có chỗ ăn, chỗ nghỉ rất là đàng hoàng và đảm bảo và có các thầy cô chăm sóc rất là chú đáo. Đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi, việc phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú là hết sức cần thiết. Và trong 4 năm qua, đã có 17 ngôi trường như vậy được đầu tư xây dựng trên 7 huyện thành phố trên địa bàn tỉnh. Những ngôi trường khang trang, đẹp đẽ với trang thiết bị hiện đại và tiện ích. Con em đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh ở các xã thôn đặc biệt khó khăn sẽ có cơ hội đến trường học tập, ăn ở tại trường. Từ đó trẻ yên tâm học hành, còn cha mẹ các em thì yên tâm lao động. Tranh thủ nguồn lực hỗ trợ của chương trình góp một cái phần rất là quan trọng, có ý nghĩa rất lớn trong cái việc là tạo điều kiện cho nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từ năm 2021 đến nay, chương trình đã phân bổ nguồn đầu tư với kinh phí 310 tỷ 970,3 triệu đồng để củng cố và phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú trên địa bàn 7 huyện thành phố. Chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2025, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Hàm Yên đã triển khai thực hiện công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cho thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Tại xã Yên Phú, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã đã tổ chức phát lệnh gọi trước 7 ngày để công dân có thời gian chuẩn bị, sắp xếp công việc. Nhờ đó, 100% thanh niên đã tập trung tham gia khám sơ tuyển đúng lịch. Với sự quyết tâm của cấp ủy chính quyền, ban tổ chức xã thì chúng tôi sẽ thực hiện việc là khám tuyển một cách đảm bảo theo đúng chỉ đạo cấp trên và đảm bảo tỷ lệ theo kế hoạch chỉ tiêu huyện giao để thực hiện có đủ quân số, đảm bảo về chất lượng. Chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2025, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Hàm Yên đã rà soát, nắm chắc nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân và thanh niên nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân với Tổ quốc. Hiện đã phát lệnh khám sơ tuyển tới 1.122 thanh niên. Công tác sơ tuyển của các xã thì tiến độ hiện nay thì chúng tôi đã khám tuyển được 14 trên 18 xã thị trấn. Trong quá trình triển khai thì chúng tôi cơ bản là chúng tôi hoàn thành được các cái tiến độ cũng như là bảo đảm được cái chỉ tiêu quân số sẵn sàng cho cái nguồn nhập ngũ năm 2025. Sau khi hoàn thành khám sơ tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Hàm Yên sẽ tiếp tục thực hiện các bước còn lại với phương châm tuyển người nào chắc người đó, phấn đấu đảm bảo chỉ tiêu giao. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Mùa Vàng xã Hồng Thái là một trong những hoạt động kích cầu du lịch của huyện Na Hàng. Thời điểm này, các điểm vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng đã hoàn tất công tác chuẩn bị để du khách tới tham quan trải nghiệm vào những ngày cuối tháng 9 này. Hơn 80 hectare ruộng bậc thang đang độ chín rộ, đẹp tựa như thảm lụa vắt ngang lưng núi. Đây là điểm nhấn ấn tượng dịp lễ hội Mùa Vàng. Các nhà nghỉ, homestay đã chỉnh trang lại phòng nghỉ, đảm bảo ngăn nắp, sạch sẽ và chuẩn bị các sản phẩm hàng hóa đặc trưng của địa phương để đón khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm. Tôi cũng đang gấp rút để hôm nay là hoàn thành cái công việc là cái nhà cửa với lại lắp đặt các thứ thiết bị phòng kín là hôm nay là xong rồi. Cũng chuẩn bị để đón khách trong dịp Mùa Vàng sắp tới. Tại lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc sẽ diễn ra. Cùng với đó, du khách có thể hòa mình vào cuộc sống của bà con nơi đây với trải nghiệm hái lê, gặt lúa. Xã Hồng Thái đang tập trung chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất, làm tốt công tác quản lý giá cả thị trường, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Để mỗi du khách khi đến với lễ hội sẽ có những kỷ niệm khó quên về hình ảnh con người, quê hương Hồng Thái nói riêng, huyện Na Hàng nói chung. Hiện nay thì xã cũng đã tuyên truyền bà con chỉnh trang nhà cửa và phát dọn cánh đồng ruộng bậc thang để cho du khách đến với Hồng Thái trải nghiệm cánh đồng ruộng bậc thang để check-in được đẹp nhất. Việc tổ chức thành công lễ hội Mùa Vàng Hồng Thái năm 2024 cũng sẽ góp phần quan trọng để Na Hàng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển du lịch, trở thành ngành kinh tế quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tin thế giới.
Ngày 25 tháng 9, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt thỏa thuận tạm thời để tránh việc chính phủ đóng cửa. Thỏa thuận này sẽ giúp chính phủ Mỹ tiếp tục hoạt động ở mức chi tiêu hiện tại cho đến ngày 20 tháng 12, qua cả cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới. Thỏa thuận đã được thông qua với sự ủng hộ của lưỡng đảng ở cả hai viện trước thời hạn chót là ngày 30 tháng 9 để phê duyệt ngân sách chính phủ mới hoặc bắt đầu đóng cửa các cơ quan liên bang chỉ 5 tuần trước ngày bầu cử. Quốc hội cũng đã phê duyệt hơn 230 triệu đô la Mỹ cho cơ quan mật vụ để tăng cường bảo vệ cho ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, ông Donald Trump, người đã phải đối mặt với hai âm mưu ám sát và các ứng cử viên khác trong chiến dịch tranh cử. Đây là hành động lập pháp cuối cùng của hơn 500 nhà lập pháp trước cuộc bầu cử. Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây cho biết sẽ điều chỉnh chính sách của nước này về răn đe hạt nhân. Ông Putin khẳng định những điều chỉnh này được đưa ra một cách thận trọng và phù hợp với các mối đe dọa quân sự hiện đại mà Nga đang phải đối mặt. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bị tấn công bởi bất kỳ quốc gia nào và mọi cuộc tấn công thông thường vào Liên bang Nga được hỗ trợ bởi một cường quốc hạt nhân sẽ được coi là một cuộc tấn công chung. Tổng thống Nga nhấn mạnh các điều kiện để Liên bang Nga chuyển sang sử dụng vũ khí hạt nhân cũng được xác định rõ ràng. Nga cũng sẽ xem xét khả năng này nếu phát hiện có một vụ phóng tên lửa, máy bay hoặc máy bay không người lái ồ ạt nhằm vào nước này. Ngoài ra, Liên bang Nga bảo lưu quyền sử dụng vũ khí hạt nhân nếu nước này hoặc Belarus bị tấn công, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí thông thường. Việc sản xuất xi măng, chất kết dính quan trọng của bê tông, tạo ra ít nhất 6% lượng khí thải CO2 toàn cầu và được coi là một lĩnh vực khó giảm thiểu khí thải. Để giải quyết vấn đề này, các kiến trúc sư tại Anh đã tái chế vỏ hàu thành vật liệu sinh học thay thế cho bê tông. Để giải quyết vấn đề này, các kiến trúc sư tại Anh đã tái chế vỏ hàu thành vật liệu sinh học thay thế cho bê tông. Liệu loại vỏ hàu nghiền nát có thể giúp ngành xây dựng giảm lượng khí thải carbon bằng cách thay thế đá vôi trong bê tông? Câu hỏi này đã được các kiến trúc sư Anh trả lời. Kiến trúc sư Mocha nảy ra ý tưởng sử dụng vỏ hàu sau khi tình cờ gặp một nhà hàng hàu đông khách ở London, nơi vứt hàng nghìn vỏ hàu vào thùng rác mỗi ngày. Chị Mocha bắt đầu phát triển một vật liệu xây dựng bền vững mới thay thế đá vôi bằng vỏ hàu nghiền nát. Những sản phẩm đầu tiên được tạo ra từ hỗn hợp vỏ hàu là những đồ vật thiết kế nội thất nhỏ. Nhưng chị cho biết muốn mở rộng quy mô sản xuất để tạo ra những vật liệu xây dựng từ vỏ hàu thiết thực quy mô lớn. Còn tại Mỹ, các kỹ sư đang bắt tay xây dựng công trình khách sạn in 3D đầu tiên trên thế giới tại ngoại ô thành phố Marfa, bang Texas. Khu phức hợp có tên Enscosmico bao gồm 43 phòng khách sạn và 18 căn hộ trên tổng diện tích 16 hectare sẽ được xây dựng bằng công nghệ in 3D. Công nghệ in 3D cho phép in sáng tạo chưa từng có. Các bức tường cao 3,7 mét và được tạo ra bằng máy in 3D lắp cánh tay robot rộng 14,2 mét, cao 4,7 mét và nặng 4,75 tấn. Mực của máy in 3D này là một vật liệu gốc xi măng đặc biệt có tên Lavarit, một chất liệu có độ bền và có khả năng chịu được thời tiết khắc nghiệt. Dự án xây dựng Enscosmico dự kiến được hoàn thành vào năm 2026. Mỗi phòng khách sạn sẽ có giá từ 200 đến 450.000 đô la Mỹ một đêm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định trong 3 tháng cuối năm nay, tháng 10, 11 và tháng 12, hiện tượng Enso có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất 60 đến 70%. Do đó, 3 tháng cuối năm, hoạt động của bão áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm, khoảng 4 đến 5 cơn. Ngoài ra, trên phạm vi cả nước tiếp tục có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc sét và gió giật mạnh. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trực tiếp tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi và xin kính chào tạm biệt.